đấy sẽ đi thật xa bỏ đôi ở lại. Điều thuốc anh tan khi nghĩ về em, thật đớn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn chuyện tình yêu mình bấy lâu.